Tác dụng phụ khi ăn quá nhiều dưa hấu. Tiêu thụ lượng lớn dưa hấu làm tăng lượng đường trong máu, dẫn đến bệnh tiểu đường thai kỳ. Vì vậy, phụ nữ mang thai nên ngừng ăn dưa hấu trong một vài tháng. Dưa hấu chứa một lượng lớn vitamin A, C, B6 và kali cùng nhiều hóa chất thực vật tốt cho sức khỏe. Song, ăn nhiều quá lại gây tác dụng ngược, một rối loạn đường ruột. Dưa hấu giàu lycopene, vì vậy không nên ăn nhiều bởi chất này với số lượng lớn có thể dẫn đến buồn nôn, đầy hơi, tiêu chảy, nôn, khó tiêu và ợ nóng. Những triệu chứng này có thể tồi tệ hơn ở những người lớn tuổi bởi hệ thống tiêu hóa có xu hướng suy yếu theo tuổi tác. 2. Rối loạn tim mạch. Dưa hấu chứa kali cao, tiêu thụ thực phẩm giàu kali với số lượng lớn có thể dẫn đến các vấn đề tim mạch như yếu tim, rối loạn nhịp tim, ngừng tim. Kali cao cũng có thể ảnh hưởng đến việc điều khiển các cơ và hệ thần kinh của cơ thể. 3. Không tốt cho người bị tiểu đường. Khi một người có tình trạng kháng insulin, lượng đường trong máu của họ có xu hướng lưu lại trong máu thay vì hấp thụ vào các tế bào trong cơ thể. Dưa hấu dồi dào đường tự nhiên có thể gây ra sự tăng đột biến lượng đường của cơ thể. Đó là lý do tại sao bệnh nhân tiểu đường nên tránh ăn dưa hấu. 4. Hạ huyết áp. Tiêu thụ quá nhiều dưa hấu có thể dẫn đến hạ huyết áp cơ thể. Nếu một người bị huyết áp thấp, tốt nhất là để tránh ăn dưa hấu. 5. Phản ứng dị ứng. Ăn dưa hấu cũng có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người, thường là phát ban nặng hay nhẹ, sốc phản vệ và sưng mặt. Những người bị dị ứng với cà rốt, cao su và dưa chuột có thể dễ dàng phát triển các phản ứng dị ứng với dưa hấu. 6. Tránh khi mang thai. Tiểu đường khi thai kỳ là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tiêu thụ một lượng lớn dưa hấu làm tăng lượng đường trong máu, dẫn đến bệnh tiểu đường thai kỳ. Vì vậy, phụ nữ mang thai nên ngừng ăn dưa hấu trong một vài tháng. 7. Phân lỏng. Dưa hấu có chứa một loại đường đặc biệt được gọi là sorbitol. Những người không dung nạp với sorbitol sẽ bị phân lỏng, đầy hơi khi ăn loại quả này. 8. Vấn đề liên quan đến dây thần kinh và cơ bắp. Những người tiêu thụ dưa hấu với số lượng lớn thường gặp rắc rối về thần kinh, cơ bắp và thận. 9. Bất lực. Ăn quá nhiều dưa hấu có thể gây bất lực và rối loạn chức năng cương dương ở nam giới. 10. Mệt mỏi. Tiêu thụ quá nhiều dưa hấu có thể làm tăng lượng nước trong cơ thể. Nếu nước dư thừa không được bài tiết ra khỏi cơ thể, có thể dẫn đến tăng khối lượng máu. Điều này làm chân bạn sưng đau hơn cũng như kiệt sức và mệt mỏi.